Em xin chào tất cả các anh chị yêu hoa lan nha. Hôm nay em tiếp tục làm một cái video quay lên cho tất cả các anh chị mình cùng sưu tầm thêm một số mẫu hoa lan cách lây da nha anh chị. Hôm nay thì em có thêm cây AB nè. Cây này cái NC chứ. NC nha anh chị, NC này hoa màu nâu tím. Cái này em cũng có làm một cái clip quay hoa cho anh chị mình cùng ngắm rồi đó. Thì anh chị mình đăng ký kênh Hoa Lan Cách Lây Da Mỹ Hạnh của em á, để anh chị mình cùng vào mình xem thêm nhiều mẫu hoa lan cách, những dòng bông, những cái bông mình ở tại vườn nhà em á, thì em làm clip quay lên cho tất cả các anh chị mình cùng xem và cùng tìm hiểu mình ngắm hoa. Thì mình đăng ký kênh của em để mình xem nha. Hai cái dòng NC này hoa rất là thơm nha anh chị. Cây này thì em có cây nụ bán nha. Cây này em có cây nụ bán, cây nụ giá là 160.000 một chậu. Thì chậu cây sẽ như thế này. Chậu cây xoay cây sẽ như thế này nha anh chị. Nó giá chỉ 160.000 thôi và có cây đang nụ. Đây cây nụ hoa nó như thế này nha anh chị. Đó cây có nụ. Và cái này thì số lượng về cũng không có nhiều. Anh chị nào mình yêu thích thì mình nhanh tay mình gọi điện hoặc mình nhắn tin qua số điện thoại Zalo 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Đó, hoa rất là thơm nha anh chị. Mùi hoa rất là thơm, rất là dễ chịu. NC đang nụ, giá chỉ có 160.000 một chậu thôi. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, cây Bud of Paradise, cây hoa màu xanh cốm. Xanh cốm xanh tuyền luôn anh chị, rất là đẹp, hoa rất là thơm luôn nha. Rất đẹp, rất thơm luôn. Cây này thì em cũng có cây bán, thì cây em trồng lại bằng than, thì cây cũng đã bám rễ ổn định rồi. Sông Kelgono 2 thì cây này em cũng có cây bán, sai cây bán bằng với sai chậu hoa như thế này. Này giá là 180.000 cây, là cây không có hoa nha anh chị. Cây hàng lá là 180 một chậu như thế này, sai cây bằng với sai chậu như thế này nha anh chị. Và đây là hoa của nó nở nè. Và em cũng có làm một cái clip quay riêng về nó, thì anh chị mình có thể ngắm hoa kỹ hơn nha. Mình muốn ngắm hoa kỹ hơn thì mình có thể xem kênh YouTube Hoa Lan Cách Lây Da Mỹ Hạnh của em để mình xem thêm về cái hoa nở nha. Hoa nở em có quay trực tiếp lên á, thì mình xem mình ngắm, mình có nhu cầu mình sưu tầm thì mình liên hệ em đặt hàng nha. Đây Blue Ribbon. Blue Ribbon này thì em cũng đã bán rất là nhiều rồi, thì anh chị nào mình chưa sưu tầm á thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Giá thì chỉ có 120.000 một chậu thôi. Cây này thì cây thân lùn rất là đẹp. Hoa cũng cực kỳ đẹp, hoa chùm luôn, hoa trung rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, NC 160.000 thôi, cây đang nụ hoa cực kỳ thơm luôn. Hôm nay em có cái cây hàng mới về cho anh chị mình cùng sưu tầm đây. Rất là đẹp luôn nha anh chị. Một cây sổ. Cây sổ tức là cái cây người ta dùng hai mặt hoa người ta lai với nhau á, xong rồi người ta nó đậu trái và người ta đem cái hạt người ta đem đi gieo, và nó sẽ khi mà cây lớn thì người ta sẽ đem bán. Và cái cây đó sẽ nở ra thì hoa nó sẽ là hoa rất là khác nhau nha anh chị. Hoa của nó là sẽ là hoa sổ số, người ta gọi là hoàng sổ số là vậy đó anh chị. Nó lai hai mặt hoa và hoa ra sẽ không giống cây cha giống cây mẹ đâu, mà nó sẽ rất là khác nhau và mỗi cây sẽ ra một cái mặt hoa khác nhau. Và đây là cây này của em này, nó hoa nó đây hoa những cây đã từng sổ nè. Đó rất là đẹp. Đây là cái cây mẹ nè. Đây là mặt hoa của cây mẹ, còn đây là mặt hoa của cây cha. Đây là cái tên của nó đây nha anh chị, tên cây mẹ và tên cây cha. Tên cây mẹ là cây đứng trước, là cây hình một, và cái tên đứng đầu, và cây cha là cái tên thứ hai và hình thứ hai nha anh chị. Đó, cha mẹ rất là xuất sắc, rất là đẹp. Ở đây chỗ em bán đây, siêu to luôn, rất là to. Mặt hoa sổ số nha anh chị, không biết mặt hoa mình về mua về mình sổ để mình tìm những cái mặt hoa đẹp, mặt hoa sưu tầm đẹp nha. Đó, cây này cây hoa xoay trung nha anh chị, hoa xoay trung nha. Hoa xoay trung là hoa sẽ hoa xoay tầm từ 8-10 cm. Đó, hoặc là 11 cm luôn á anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Đó, anh chị nhìn thấy cha mẹ của nó đã rất là xuất sắc rồi. Đây là hoa đã sổ trong lô nha anh chị. Hoa đã từng sổ trong lô, nó sẽ ra màu đỏ hoặc màu vàng, hoặc là màu đỏ vàng vàng viền đỏ. Đó, hoa trong lô nó đã sổ ra là những mẫu hoa như thế này, rất là xuất sắc nha anh chị. Đó, đây là những hoa đã từng sổ trong lô rồi. Rất là đẹp, bụi rất là to. Giá là 180.000 một bụi siêu to như thế này luôn. Anh chị xem nè, chậu em bán rất là to luôn nha. Cực kỳ to, rất là nhiều hướng luôn. Cái này mình phải tách ra được 10 hướng, 10 chậu luôn anh chị. Mình có thể tách ra được 10 hướng luôn á, rất là to nha. Anh chị mình có thể bỏ vô mình trồng một cái chậu to, hoặc là mình có thể tách hướng ra để mình nhân giống. Nó rất là to, mặt hoa rất là đẹp. Đó, đây cây anh chị nào mà mình muốn mua cái hàng dòng sổ á, mình mua về để mình sổ mặt hoa mình chơi nha anh chị, rất là đẹp luôn. Hoa này sổ ra cây nào cũng cực kỳ đẹp luôn. Nó giá chỉ 180.000 thôi, một bộ siêu to luôn mà mặt hoa rất là đẹp nữa. Không có cây nào nở ra giống cây nào đâu nha anh chị. Cái cây này là cây hàng Đài Loan.
và mặt hoa sổ ra là không có chỗ nào giống chỗ nào đâu, cho nên anh chị mình yên tâm, mình mua về là mình sẽ được một cái mặt hoa rất là khác, không có giống a, không có bị trùng lập với ai đâu nha, rất là đẹp luôn đó. Anh chị mình xem cây chăm mẹ đã rất là đẹp rồi, thì sổ ra những cái mặt hoa đã từng sổ ra nè đó, anh chị xem đâu có cây nào giống cây nào đâu, nó rất là khác biệt, nó rất là khác biệt nhau, cho nên chị mình mua về để mình chờ mình sổ được cái mặt hoa đẹp mình chơi nha, rất là cưng luôn, mà chậu siêu mềm luôn, giá chỉ 180.000, rất là to nha. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cái hàng mini mini của đài. Anh chị mình đặt hàng á, mình thích cái mẫu hoa nào thì mình cứ liên hệ qua Zalo số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Và mình đơn hàng mình mua 3 chậu là em sẽ bao ship cho mình luôn. Tiếp theo là một cây cây mini của đài, cũng là cây mini của đài luôn nha anh chị. Đó, cái cánh đó, trên này nó có cái vành tím mà rất là đẹp luôn, siêu đẹp luôn nha anh chị. Đây, chậu em bán cây thực tế là như thế này, cây cũng đã trồng thuần rồi, giá là 200.000, cây tên của nó là Hao Yuan Beauty, tên của nó là cũng hơi khó đọc. Ví dụ anh chị mình phải chốt là mini bệt cánh tím đài, hoặc là mình chụp hình cái mẫu hoa này mình gửi qua cho em, hoặc mình chốt mini đài 200 nha anh chị, Hao Yuan Beauty đó, hoặc là mình có thể chốt là mini bệt cánh tím đài 200.000 một chậu, rất là nhiều thân nha, rất là đẹp luôn, cây rất là xiên bông nha anh chị, giá chỉ có 200.000 một chậu thôi, một chậu rất là nhiều thân, rất là đẹp đó, cực kỳ đẹp luôn. Những cái cây mini là của hàng Đài Loan là rất là hoa, rất là xuất sắc luôn. Tiếp theo là em lên cho anh chị mình một cái cây cát của Đài Loan. Cây này là cây Liu Zhuzhen Winmingon, cây màu vàng lưỡi đỏ đó, màu vàng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn nha anh chị. Cây em bán thực tế là như thế này đây, chậu cây bán thực tế đây, cây cũng đã trồng thuần rồi, về thì anh chị mình có thể thay chậu, tại do chất trồng nó cũng khá là cũ á, chất trồng khá là cũ thì về anh chị mình hãy nhổ chậu mình sang, mình thay cái chậu mới cũng được, hoặc là mình có thể để chơi, nhưng mà tốt nhất thì anh chị mình nên thay cho nó, cây nó khỏe nha. Chất trồng nó cũng khá cũ thì mình về mình có thể thay sang chậu mới, mình nhổ ra mình thay sang chậu mới thôi, cũng khá là đơn giản. Ở 200.000 một chậu thôi, màu hoa rất là đẹp nha anh chị. Liu Zhuzhen Winmingon, một cây cát của đài cực kỳ đẹp luôn, cây rất là xiên hoa nha anh chị, lên thân nào là cho hoa thân đó à nè, cuốn hoa cũ đó nè, rất là xiên hoa, giá chỉ có 200.000 một chậu thôi. Ở số lượng không có nhiều đâu nha anh chị, hàng Đài Loan em về số lượng rất là ít, và chỉ có 5-7 chậu thôi, không có loại hàng nhiều lắm, chỉ được 10 chậu thôi, cho nên chị nào mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng, mình chốt nha. Đó, số điện thoại đặt hàng và Zalo là 0933124442. Thì những anh chị nào mình có Zalo thì mình có thể kết nối với Zalo của em, mình gửi hình qua mình chốt, rồi mình cho em địa chỉ em sẽ gửi hàng cho mình nha. Đơn hàng 3 chậu là em bao ship cho mình rồi, mặt hoa rất là đẹp luôn. À, ngồi đây mà cái cây xanh cốm rất là thơm luôn nha anh chị, à, cái cây xanh cốm này cực kỳ thơm luôn. Em có một cái cây siêu mini, cây này hoa rất là nhỏ. Thì cây này thì em quên lấy cái cây về bán về để cho anh chị mình xem mẫu rồi. Thì cây này anh chị mình xem cái chậu hoa đó này thì cái size cây nó rất là nhỏ. Mà cái này số lượng cũng không có nhiều. Cây nó có chút xíu xíu gì à anh chị, nó rất là nhỏ. Mà em quên lấy cái cây mẫu về cho anh chị mình xem rồi. Thì anh chị nào mình quan tâm thì mình có thể vô trong cái kênh đăng ký vô kênh Hoa Lan Cát Lê Gia Mỹ Hạnh của em á, mình xem trên cái tab cộng đồng á, thì em sẽ có đăng hình cây thực tế nè và hình hoa mẫu trên đó, thì anh chị mình xem thêm để mình thích những mặt hoa nào thì mình đặt hàng mình sưu tầm nha, rất là đẹp luôn. Đó, hôm nay thì có cái mẫu hoa này nè, cực kỳ siêu xinh luôn, đó là cái cây mini sổ số của Đài Loan này, thì anh chị nào mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Số lượng không có nhiều đâu anh chị, mà cái chậu to như thế này nè, cái chậu to như thế này thì cực kỳ hiếm luôn, hàng sổ số mà hàng mà cái chậu to như thế này thì cực kỳ hiếm luôn nha anh chị, chỉ được vài, không có nhiều đâu, chứ chừng chục chậu thôi. Anh chị nào mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng về mình sổ những cái mặt hoa đẹp để mình chơi nha. Đó, anh chị xem nè, toàn những mặt hoa sổ ra rất là cưng luôn, màu nào cũng rất là đẹp luôn đó, màu đỏ và màu vàng, hoặc là màu vàng viền đỏ, hoặc là những cái cây nó ra cái mắt của nó nè, cực kỳ đáng yêu luôn đó, rất là đẹp luôn. Anh chị nào mình yêu thích thì mình nhanh tay mình alo số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Có hàng sổ số thì mình xem, mình về mình sẽ sổ được những cái, mình xem là cái
khả năng xổ số của mình là sẽ như thế nào nha, là sẽ ra được cái mặt hoa đẹp xuất sắc như thế nào nha. Nó rất là đẹp, chậu rất là to luôn. Và cái Anxi này thì cực kỳ thơm, anh chị nào mình sưu tầm thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Tại vì đợt này hàng về số lượng cũng không có nhiều, cho nên anh chị nào mình yêu thích thì mình liên hệ em đặt hàng nha. Cây này cây nụ, có cái này thì có nụ nhưng mà rất là ít. Đó, cho anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Nó những cái mặt hoa rất là đẹp, rất là xinh. Đó, hoa nào cũng rất là đẹp. Anh chị nào mà mình yêu thích thì mình nhanh tay mình liên hệ Zalo số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Chúc tất cả các anh chị mình có một ngày thật là vui vẻ. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.